Úi tắm dã hết người đây này. Ừ. Chua lắm bạn Đức ạ. Đây là món cá nấu chuối đậu của mình nè. Nóng quá. Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì bạn Đức bạn ấy đi biển, bạn ấy đào được một ít củ kỳ. Nhiều người không biết là gọi là cua đấy. Với lại Mùi nó có mua thêm một ít cá ba gai nữa. Giờ bạn Đức đang hai lá tía tô rồi các bạn này. Để tí nữa om cá ba gai sẽ cho vào các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi xuống xem bạn Đức hai lá tía tô nhá. Đây nha mọi người nha, bạn Đức đang hái lá tía tô nha. Cả Mùi. Anh Minh tí lên uống rượu nha. Cá ba gai. Vừa mua cá ba gai xong. Với là Đức nó đào được ít củ kỳ nữa. Đức nó đào được khoảng 2 cân củ kỳ. Đây này bạn Đức ơi. Cây này nhiều à. Mấy cây mà tốt lá thế nhỉ? 5 cây. Cái tô nhà ở trên kia mấy cây nữa, thơm mùi bọ xít đâu. Mùi đặc trưng của nó mà. Ô, cái giếp tỏ mày chưa được ăn rồi. Cái mía này mía nấu rắn này. Không cho cái gì ngon đâu, mày còn phải cho nó cái gì vào. Buộc lên chấm chấm mày muối rồi ngon vợ. Nhưng mà nhiều cái nó có và nó ngon. Con này để ăn kèm nó. Hái thế rồi, thế bây giờ về làm cá đi nhờ. Chanh phải hái quả xanh xanh nó có quả có nước. Chanh này nó già rồi. Quả xanh xanh hái quả chanh xanh xanh nó có nước. Bạn xin phép nha. Bạn ăn quả trước nha. Tầm giá hết người đây này. Chua lắm bạn Đức ạ. Ăn chanh mà ăn thế này rồi. Đâu ngon không? Làm quả nữa nhá. Ôi 4 quả rồi. Ăn cơn 2 quả là vừa. Xin quả nữa nào. Thì quả nó xanh xanh nha, nó có vị chua. Cái quả mà nó vàng vàng nó cũng vị chua mấy. Quả hơi bé. Chơi quả tốt rồi. Đây này. Rồi hát bằng được quả nào. Ôi thằng em là quá cái gì. Về đi. Bạn Đức từ lúc buộc ghẹ quen rồi bây giờ buộc củ kỳ cũng siêu phết nhỉ. Từ hôm đi biển bắt ghẹ buộc xong giờ củ kỳ đi đào về cũng buộc tốt phết. Thế bây giờ mình không buộc để nó cắn nhau nó dụng nước càng ra thì làm gì còn ngon nữa. Hôm nay cho món củ kỳ của chú Đức đi bắt là chính hay là món cá ba gai của Mùi mua là... Mua làm sao món chính được. Là món chính à? Mua làm sao chính. Tự nhiên lại được ăn ké thế này, thích thật đấy. Thế bà Liều đang có món gì đấy? Món có vạc. Vạng hả? À vạng xáo măng chua. Chuối xanh để nấu món gì nhỉ Mùi nhỉ? Để làm trao lên om chuối đậu đây. À. Cái áo gì?
Đây nghe là chuối phải non hơn một tí thì nó mới ngon đúng không? Chuối này già nó dốc mất vỏ, nó tí nó mở. Thế này bây giờ lại đem đi trao lên xong bắt đầu mình mới cho vào nấu à? Hay là để như này? Trao lên nó thơm nhé. Đây nha mọi người nha, đây là giềng nha, à, mấy cụm giềng à. Giờ Tuấn Anh đào đi. Đây là giềng à. Sắn nha. Đây là một bãi gừng nha các bạn nha. Được nhiều chưa? Cuốc thêm tí nữa đi. Đấy đúng rồi. Thế được rồi đấy. Xong rồi vùi đất lại nhá. Đây này. Đây là đồng ruộng quê mình nha các bạn này. Đây là cảnh mặt trời sắp xuống núi nha các bạn nhá. Giờ làm món gì đầu tiên đấy? Trao chuối trước à hay thế nào đây? Trao chuối, trao đậu, xong rồi cá. Nhiều dầu thế. Trao mà. Đây nhá mọi người nhá, đang trao đậu ấy nhá. Khoảng chín rồi. Bây giờ là hấp món cù kỳ à? Có nước không? Hơi tối nhỉ? Cho ít nước thôi. Có rượu trắng không? Một cái hai tác dụng rồi. Đúng rồi đấy. Nhìn cái gọng có sướng chưa? Quay lên cao về lần nào tí uống mà. Cho một nửa mẻ được thôi. Mẹ mẹ cơm của nhà nuôi mà. Cho nước vào luôn. Cho ít thôi, cho ít thôi. Đừng cho nhiều. Ít thôi. Đây đậu trao, chuối trao nhá các bạn nhá. Đậu trao, chuối trao và cá cũng trao qua nhá các bạn nhá. Thì nó săn và thơm hơn. Còn nếu mà cá mà không trao qua thì nó vẫn có độ tanh. Chua đấy. À, bây giờ bắt đầu cho chuối, đậu và cá vào nhá các bạn nhá. Nhiều quá. Hai con cá, hai con cá phải nối to. Chú Đức hôm nay đào chỗ cù kỳ không phải được 2 cân đấy nhỉ? Chắc được. Quá ngon. Quá ngon. Là lô tía tô vào nó đúng đúng kiểu. Đây nha các bạn nhá. Giờ chờ nó sôi một tí nữa là anh em mình được ăn cơm nha các bạn nhá. Đây là món cá nấu chuối đậu của mình nha. Đây là món cù kỳ anh em mình nha các bạn nhá. Quá nóng thế. Ao. Nóng. Tắt bếp rồi nóng. À. Nóng quá. Quá ngon luôn chú Đức ạ. Nóng quá không thì làm cái gọng chưa. Nóng quá. Ôi, vẫn nghiện rồi á. Có đủ 3 con là một đĩa đấy. 3 con một đĩa là bình thường. Cháu này còn rất là dụng này. To nhỉ, toàn con to. Hôm sau đào nhiều nhiều tí nhá. Đây là mình lấy con to thôi, con bé mình không lấy. Con bé nó không có thịt. Nó phét. Phét gì? Thì đào để lại giống chứ. Bắt hết giống thì làm sao lần sau còn có rồi. Thôi được rồi, lấy thêm đĩa nữa đi. 2 đĩa mới hết. Thôi cố gắng xếp đi nha bạn Đức nha.
nhiều thế nhỉ? Bé này có một ít chất 15 phút nó ngấm. Đâu rồi, quay ra với món cá ba gai om chuối đậu mùi này. Đây này các bạn này, cá om chuối đậu giờ nhìn hấp dẫn chưa? Tí nữa mình chỉ việc bỏ lá tía tô, lá lốt vào nữa là rất là thơm luôn. Thích thế. Chú Đức làm ăn tốt đấy. Chuyện sời. Đứng bảo hôm nay luộc lại ngon nhưng nọ luộc ghẹ vớ. Hôm nay luộc không thở lắm. Luộc thì bóc hơn như vậy thì tí nữa ngọt đâu. Nóng quá. Mình cứ được nếm trước rồi còn gì nữa. Nóng quá. Ui sời, quá chuẩn. Đây là rượu dâu tây nhá chú Đức nhá. Nào xong rồi nhà mình mời cả nhà nhờ. Đầy đủ chưa nhờ? Đầy đủ đấy. Nào mời cả nhà nhá. Tuấn Anh không mời ai à? Dâu tây ấy. Củ kỳ trước đi. Xem này chú Đức luộc củ kỳ đó để bao không? Đây, bon cái này. Này. Bon ăn cái này. Ngồi. Dùng búa. Bảo bà ngoại bóc cho nhá. Có cái kìm nào không? Lấy kìm mà để bóc cho bon nhỉ. Vì chú Đức luộc mà đấy. Hoa chua. Không, hôm nay mình luộc phải là ngon mà thử bác. Ngon đấy. Nhìn là biết rồi này. À, mời mọi người nhá. Cắm rồi nè. Mời lấy cái nó già. Chuối này là chuối xanh còn dính vỏ. Này nó ăn nhào cơ. Ừ, đúng rồi, nó ăn. Này bóc cái vỏ. Thế bon, bon bây giờ bon tắt đi nhá. Tắt đi xong rồi ăn xong mới chơi nhá. Tắt đi ăn xong rồi chơi nhá. Em tắt đi. Đấy, ăn gặp đúng rồi, con tắt đi. Đây, còn mấy cái to to phần em này. Đâu nhỉ? Đây. Ở đây này. Con này nè. Của em đây này. Đúng rồi, của em. Đây. Thế này cho em này, to bằng bắp tay của em này này. Ngọt nhỉ. Này, này chú Đức cho em cái to này. Ừ. Đấy, chú Đức, ui, rơi. Chú Đức cho em cái to thế nhở? Để ba bóc cho em nhá. Cái to nó nhà buồn quá không thể làm, không thể đi quấy. Cái to nó cặp nhá. Nào mời riêng chú Đức cái nào, người đào cục kỳ hôm nay nào. Ôi, mấy cái thôi, mời ba con chén thôi. Việc gì đâu mà say chết đấy. Rượu, rượu dâu tây mà. Ngọt, nó nhạt. Ngâm lâu chưa? Ngâm lâu rồi. Không có vị chua chua nữa đây. Đừng nói vào cốt thứ 20 nhá. 20 thì cốt đầu á. Ông ấy, người bắt được kỳ. Đâu phải ba người mới phải chết. Hôm nay kiếm được lại bốn mấy người thôi, nhưng mà hôm nào anh em mua cá đi cùng nhau đi đào thì nó mới vui, mới lại mua cá đi. Nay một buồn nhà muốn lắm thì một mình cứ đi quấy, không ngờ lại kiếm ăn nữa. Giờ thằng nó con to á, con bé nó lấy rồi. Mình bắt phải cứ giống con bé có gì đâu. Cái bon xin ông nhà cho cái nào xin không? Đây còn mấy con nữa này. Xin ông thì ông có cho không? Ông xin ông. Xin ông chưa? Không, xin. Làm chén mà. Dì bé biết xin không? Đây hiểu tính năng đấy. Cái gì? Dì bé cũng cha. Xin. Năng thì giỏi chứ. Tiếng không có cho. Cái để đây nhá. Không để. Thôi hôm nay anh em dừng video tại đây nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào mọi người nhá. Wow. Tên cực kỳ ngon. Thế nhỉ? Anh em uống đã nhỉ?